chiều 11 tháng 6, một lãnh đạo công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xác nhận đơn vị có nhận đơn tố cáo của ông N.H.H. ở Hà Nội là chủ nhà hàng Poly tại phường An Thới về việc ông N.T.L. cho người hủy hoại và cưỡng đoạt tài sản của ông tại nhà hàng trên vào ngày 2 tháng 9 năm 2023. Số tài sản ông H bị thiệt hại ước hơn 3 tỷ đồng. Ngay thời điểm nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường An Thới đã chỉ đạo hai cán bộ công an phường xuống hiện trường để xác minh, giải quyết vụ việc. Đồng thời, mời những người liên quan vụ hủy hoại tài sản về trụ sở công an để làm việc theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ việc, hai cán bộ công an phường có phần thiếu trách nhiệm khi đã không thể hiện bằng các văn bản ghi nhận để làm căn cứ xử lý về sau. Do đó, Công an phường An Thới đã tiến hành họp triển khai kiểm điểm, phê bình trước tập thể đối với Hượng úy D, P, T và Trung úy N, C, N và rút kinh nghiệm đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nắm. Công an thành phố Phú Quốc yêu cầu ông H ở Hà Nội cung cấp thêm chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ việc để điều tra. Được biết, ông H đến nay chưa cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra.